bài kệ bốn câu này là vị tịnh quang phổ chiếu chủ không thần tán thán những gì phật nói những vị thần chúng này đồng thời tán thán phật đều đồng thời nói kệ của mình nhưng lúc ghi chép thì có phân ra thứ tự trước sau giống như chúng ta tụ hội lại với nhau đồng thời tán thán một quốc gia hoặc là một người thậm chí đối với một sự việc mọi người đồng thời phát biểu lại giống như mọi người đồng thời tán thán hoàng đế hoàng đế là nhân vương phật là pháp vương dùng đạo lý nhân vương để ví dụ pháp lý pháp vương giống như hoàng đế xuất trình đi đến đâu thì dân chúng ở đó đều đến triều bái hoàng đế mọi người dị khẩu đồng thanh nói hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế bất cứ có bao nhiêu người đều đồng thời cùng hô lên đó là biểu thị cung kính trúc tụng nhân vương thì như thế pháp vương cũng như thế đồng thời mỗi vị thần đều dùng kệ bốn câu để tán thán phật tức là sự cảm tưởng và thấy Hi pháp của mỗi người đối với phật các ngài dùng kinh nghiệm sự chứng đạo của mình bồn giải thoát mình đắc được làm kệ để tán thán đức phật mắt như lài rộng lớn phật có pháp nhãn rộng lớn vô biên quan sát được mười phương pháp giới thanh tịnh như hư không pháp nhãn của phật thanh tịnh quang minh giống như hư không thấy khắp các chúng sinh mắt rộng lớn của Phật quan sát được khắp hết thảy chúng sinh, tất cả đều thấy rõ, tất cả chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, Phật đều thấy rất rõ ràng, cho nên dùng đủ thứ pháp môn để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều khỏi khổ não, đắc được khoái lạc. Con người thì có kỷ niệm sinh nhật, quốc gia thì có kỷ niệm ngày quốc khánh, ngày sinh nhật thì các thân hữu đến chúc thọ, mọi người đều ca bài sinh nhật khoái lạc. Ngày quốc khánh thì nhân dân Trung Quốc hô to, Trung Hoa dân quốc vạn tuế, quốc khánh của nước nào thì hô vạn tuế của nước đó, một sự chúc mừng thế tục còn như thế, huống hồ là Phật thành Phật. Có vô lượng Bồ Tát A-la-hán, thiên vương, thần chúng, thiên lòng bát bộ đều đến về trùng quanh Phật, tán thán Phật. Vị tịnh quang phổ chiếu chủ không thần này dùng bốn câu này để tán thán Phật, biểu thị sự cảm tưởng và sự thấy Pháp đối với Phật. Khi tôn giả An Nan kết tập kinh điển, thì ghi vào trong kinh điển. Bây giờ chúng ta đọc tụng ra, thì minh bạch chỗ diệu của kinh hoa nghiêm. Kệ có nhiều như thế, dòng nếu thông đạt thấy rõ được một bài kệ, thì có thể đáp được giải thoát. Thân Phật Đại Quang Minh, chiếu khắp trong mười phương, nơi nơi đều hiện tiền, phổ du quán đạo này thân Phật Đại Quang Minh, thân Phật phóng Đại Quang Minh vào khắp Pháp giới, trí huệ Quang Minh của Phật cũng vào khắp Pháp giới. Chiếu khắp trong mười phương, thân Phật phóng Đại Quang Minh chiếu xoay khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ. Nơi nơi đều hiện tiền, mỗi chúng sinh đều nói như vậy. Phật ở trước mặt tôi, mà vì tôi nói diệu pháp, đạo lý này giống như nguyệt ảnh thiên giang, nghĩa là một mặt trăng hiện bóng xuống một ngàn con sông, quang mình của Phật chiếu khắp, phàm là chúng sinh thì quang của Phật đều chiếu đến. Phổ du quán đạo này, vì phổ du thâm quang chủ không thần, quán sát và minh bạch được đạo lý này mà vào môn giải thoát này. Thần Phật như hư không, không sinh không thủ lấy, vọng đắc không tự tánh, các tường phòng thấy rõ thân Phật như hư không, thân của Phật giống như hư không, là vô tướng nhưng vô bất tướng, cho nên nói thật tướng, không sinh không thủ lấy, tất nhiên là vô sinh, làm sao có sự thủ lấy? Không sinh không nhiễm, tức là gió cát tường, không đắc không tự tánh, cũng chẳng có đắc. Bạn nói có sở đắc chăng? Đắc gì? Thân Phật chẳng có tự tánh, giống như hư không, hư không cũng chẳng có tự tánh các tường phong thấy rõ cảnh giới này vị sinh các tường phong chủ không thần thấy rõ được như lai vô lượng kiếp rộng nói các thánh đạo diệt khắp chúng sinh trướng, viên quang ngộ môn này như lai vô lượng kiếp như lai là một trong mười danh hiệu của Phật Phật từ trong vô lượng kiếp cho đến hiện tại rộng nói các thánh đạo Phật luôn luôn rộng nói con đường tu hành của bậc thánh nghĩa là rộng nói chánh pháp diệt khắp chúng sinh chướng khiến khắp hết thải nghiệp chướng của chúng sinh đều tiêu diệt nghiệp chướng diệt rồi thì sinh ra trí huệ có trí huệ thì có thể vào môn giải thoát của phật Viên quang ngộ môn này, cảnh giới này vị viên quang chủ không thần minh bạch và ngộ hiểu được chùa kim sơn và viện dịch kinh quốc tế mỗi ngày đều giảng kinh hoa nghiêm nếu không giảng ở chùa kim sơn thì giảng ở viện dịch kinh quốc tế giống như nước sông lớn đều chảy hàng ngày không gián đoạn vào thời mạt pháp này đệ tử phật nên làm việc tránh pháp đó là nguyện lực của tôi đã phát ra xưa kia tôi nguyện khi thời đại mạt pháp thì duy trì tránh pháp bất cứ tôi đến đâu, chỉ có trái pháp chứ không có mạt pháp tồn tại, đó là nguyện lực quá khứ của tôi. Bây giờ tôi cũng phát nguyện lực như vậy, vị lai tôi cũng phát nguyện lực như vậy. Nguyện lực của tôi là diệt trừ mạt pháp, phải nối tiếp huệ mạng của Phật, thiệu lòng tam bảo cho nên giả kinh không ngừng. Tôi quán Phật xưa kia tích tập hạnh bồ đề đều vì an thế gian diệu kế hành môn này. Tôi quán Phật xưa kia Vị quảng bộ diệu kế chủ không thần nói, tôi quán sát Phật thuộc xa xưa, đời đời kiếp kiếp tụ tập các hạnh môn, tích tập hạnh bồ đề. Phật trong vô lượng kiếp đến nay, tích tập hạnh bồ đề chẳng có ai có thể sánh bằng, đó là hạnh môn vô thượng. Đều vì an thế gian, tại sao Phật tu hạnh bồ đề hoàn toàn vì khiến cho chúng sinh hữu tình thế gian đắc được an lạc. Diệu kế hành môn này, đây là cảnh giới tu hành của quảng bộ diệu kế chủ không thần. Tất cả cõi chúng sinh, lưu truyền biển sinh tử, Phật phóng quang diệt khổ, vô ngại thần thấy được. Tất cả cõi chúng sinh, đây là bao quát chúng sinh hữu tình và vô tình. Chúng sinh hữu tình là vì chúng sinh vô tình mà hữu tình. Chúng sinh vô tình là vì chúng sinh hữu tình mà vô tình đó là đạo lý hỗ tương với nhau, khiến cho người thấy rõ Phật Pháp, do đó các Pháp bổn lai là tướng tịch diệt. Vì có tất cả chúng sinh, ở trong Pháp vốn chẳng có gì có thể nói, nhưng bất đắc dĩ mới nói ra, cho nên nói tất cả có chúng sinh. Lưu truyền biển sinh tử, chúng ta chuyển đi chuyển lại ở trong sáu nẻo luân hồi không thoát ra được, sự sinh tử rộng lớn như biển cả, trôi đi trôi lại ở trong biển khổ sinh tử hoặc lưu truyền đến cõi trời hoặc cõi người, cho đến địa ngục, vĩnh viễn ở trong sáu nẻo, không đắc được liễu sinh thoát tử. Phật phóng quang diệt khổ, vì chúng sinh quá ngu si, quá khổ não, không phân biệt được đâu là đúng, đâu là không đúng, rõ ràng là đúng mà nói không đúng, rõ ràng là không đúng mà nói là đúng, đó là chuyển ở trong cảnh giới hư vọng không thật. Chuyển tức là khổ não, cho nên Phật phóng ra một luồng quang minh diệt khổ, khiến cho chúng sinh giác ngộ, khiến cho họ phát tâm lìa khổ được vui vô ngại thần thấy được vị vô ngại quang diệm chủ không thần thấy được cảnh giới này mà vào được môn giải thoát này Tạng công đức thành tịnh làm ruộng phước thế gian vì họ khai chính giác được thần ngộ môn này Tạng công đức thanh tịnh thành tịnh là gì tức là chẳng có nhiễm ô công đức là gì tức là lập công tích đức làm nhiều việc lợi ích chúng sinh do đó công đức thiện là làm hết những việc tốt tức là thiện dũng cảm mà làm thiện tức là công lập công nhiều rồi tức là đức mà trái của công đức thiện là tội nghiệt quá việc không nên làm mà làm tức là tội nghiệt quá ví như không nên giết hại chúng sinh mà bạn đi giết hại đó là tội không nên tà dâm mà bạn tà dâm đó là nghiệt có tội có nghiệp, tức là có lỗi lầm. Tóm lại, tu 10 điều thiện, tức là công đức thiện, tạo 10 điều ác, tức là tội nghiệp quá. Công của Phật lập nên thật là vô lượng vô biên, đức của Phật làm cũng vô lượng vô biên, bảo tạng công đức của Phật cũng vô lượng vô biên, tóm lại công đức thanh tịnh, tức là trồng dụng phước. Làm dụng phước thế gian, Phật Pháp tăng tam bảo, là dụng phước thù thắng nhất trong thế gian ai muốn gieo trồng dụng phước thì phải gần gũi tam bảo cúng dường tam bảo cung kính tam bảo hộ trì tam bảo vì họ khai trí giác tại sao phải trồng vào dụng phước vì cầu khai mở trí huệ và tùy theo môn trí huệ bát nhã để khai đạo tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh đắc được giác ngộ lực thần ngộ môn này cảnh giấy này vị vô ngại thắng lực chủ không thần giác ngộ được mà vào môn giải thoát này. Chúng sinh bị si che, lưu chuyển trong đường hiểm, Phật vì họ phóng quang, đi cấu thần chứng được. Chúng sinh bị si che, chúng sinh đều bị vô minh ngu si che đậy, vì trí huệ quang minh bị vô minh đèn tối che lấp, cho nên gọi là bị si che. Lưu chuyển trong đường hiểm, vì hồ đồ mà điên đảo, cho nên lưu chuyển không ngừng trong sáu nẻo, có lúc sinh vào ba đường lành, có lúc sinh vào ba đường ác đó thật là nguy hiểm vô cùng, cho nên gọi là lưu truyền trong đường hiểm. Phật vì họ phóng quang, Phật thương xót chúng sinh, vì chúng sinh mà phóng đại trí huệ quang minh để cứu họ, khiến cho họ lìa ra đường hiểm nạn. Đi cấu thần chứng được, vị ly cấu quang minh chủ không thần chứng được cảnh giới này. Trí huệ không ngàn mé, đều hiện các cõi nước, quang minh chiếu thế gian, diệu âm thấy như vậy. Trí huệ không ngàn mé, trí huệ của ai không có ngàn mé, đương nhiên là trí huệ của Phật. Trí huệ quang minh của Phật tận hư không khắp pháp giới, không có ngàn mé, cũng không cùng tận. Đều hiện các cõi nước, vì trí huệ quang minh của Phật chẳng có ngàn mé, cho nên chiếu soi khắp các cõi nước chư Phật trong mười phương. Quang minh chiếu thế gian, trí huệ quang minh của Phật chiếu soi khắp tất cả chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới. Diệu âm thấy như vậy, vị thầm viễn diệu âm chủ không thần thấy được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Phật vì độ chúng sinh tu hành khắp mười phương, tâm nguyện lớn như vậy phổ hiện quan sát được. Phật vì độ chúng sinh, Phật vì độ tất cả chúng sinh mà đến thế giới này, khiến cho tất cả chúng sinh đều nghề khổ được vui nếu sinh thoát tử tu hành khắp mười phương và dùng trí huệ để tu hành đầy khắp trong cõi nước chư Phật mười phương. Tâm nguyện lớn như vậy, Phật muốn độ khắp chúng sinh mà phải tu hành khắp mười phương, tâm nguyện thật lớn vô cùng. Phổ hiện quán sát được, vị phổ hiện quang biến thập phương chủ không thần, quán sát được cảnh giới này, minh bạch được đạo lý này mà vào môn giải thoát này lại nữa chủ phong thần vô ngại quang minh được mua giải thoát vào khắp Phật pháp và tất cả thế gian người không biết Phật pháp thì không biết có chủ chú thần chủ dạ thần chủ phương thần chủ không thần chủ phong thần vân vân có nhiều vị thần như thế người nghiên cứu Phật pháp mới biết có các thần chúng nhiều như thế riêng nói về chủ phong thần chẳng phải là một chủ phong thần mà là có vô lượng vô biên chủ phong thần Kinh văn ở trước, bất quá chỉ nói ra tên của 10 vị chủ phong thần mà thôi. Không biết còn có bao nhiêu không để ra, cho nên bây giờ lại nói lại nữa. Lại nữa có nghĩa là ý nghĩa ở trên chưa nói xong, bây giờ tiếp tục nói. Các vị thần đồng thời tán thán Phật không những chỉ có chủ chú thần, chủ dạ thần, chủ phương thần, chủ không thần, mà còn có chủ phong thần và các vị thần khác, vân vân. Bây giờ nói về chủ phong thần tán thán Phật. Vị chủ phong thần này tên là Vô Ngại Quang Minh, vì quang minh của vị này chẳng có gì chướng ngại được, chiếu khắp được mọi nơi. Vị này đắc được tam muội vào khắp Phật Pháp, Phật Pháp tức là Pháp xuất thế gian, vị này còn vào được tất cả Pháp thế gian, cho nên Ngài Lục Tổ nói. Phật Pháp tại thế gian không lìa thế gian giác, lìa thế cầu bồ đề ví như tìm sừng thỏ. Phật Pháp không lìa khỏi Pháp Thế Gian, nghĩa là ở trong Pháp Thế Gian có Pháp xuất thế, cho nên nói là tất cả Thế Gian. Vị chủ phong thần này đắc được môn giải thoát này. Gió có nhiều loại, cho nên tên của phong thần, thần gió cũng rất nhiều. Gió cũng có thần để quản lý, không để cho nó thổi bậy. Nếu không có thần quản lý thì nó sẽ gây ra cuộc phong bạo vũ tạo thành tai hại. Trong ba nạn lớn mà lợi hại nhất là nạn gió, dù trên cõi trời tam thiền cũng phải chịu nạn gió. Trong thân thể của chúng ta cũng có gió, cho nên bên ngoài mới có gió. Thân thể của chúng ta do bốn đại giả hòa hợp mà thành. Bốn đại giả là đất nước gió lửa, bốn yếu tố. Đất tức là gân xương da thịt, nước là máu mồ hôi nước mắt, lửa là nhiệt độ của thân thể, gió là không khí, hô hấp, hơi thở. Bốn đại điều hòa thì khỏe mạnh, bốn đại không điều hòa là bệnh hoạn, bốn đại không nghe sự chỉ huy mất đi tác dụng tức là lúc sắp chết vì quan hệ bốn đại già hợp cho nên trong thân thể của chúng ta có gió chúng ta ở trong gió mà nhìn chẳng thấy hình tướng của gió giống như cá trong nước mà chẳng thấy hình tướng của nước con người ở trong gió không khí mới sinh tồn được nếu không có gió thì không thể sống cá ở trong nước mới sinh tồn được nếu chẳng có nước cũng không thể sống. Đóng lại, con người lìa khỏi không khí thì lập tức chết liền. Giống như cá mà lìa khỏi nước không lâu sẽ chết. Cho nên gió với con người có quan hệ mật thiết với nhau. Chủ phong thần phổ hiện dũng nghiệp được mô giải thoát và xuất hiện ra đời trong vô lượng cõi nước đều cúng dường rộng lớn. Vị phổ hiện dũng nghiệp chủ phong thần này hiện ra dũng nghiệp khắp hết thảy Dũng nghiệp tức là nghiệp dũng mãnh, tinh tấn, tinh tấn bồ đề, tinh tấn phạm hạnh, tinh tấn cúng dường tam bảo tinh tấn cung kính tam bảo đối với tất cả phật pháp đều tinh tấn không giải đãi khi phật xuất hiện ra đời trong vô lượng vô biên cõi nước thì vị này đều hoàn toàn cúng dường rộng lớn vị này dùng tâm pháp giới để cúng dường chư phật pháp giới không những cúng dường chư phật trong quá khứ chư phật hiện tại mà còn cúng dường chư phật vị lai đó là một giải thoát của vị này đắc được chủ phong thần phiêu khích vân tràng được môn giải thoát dùng gió thơm tiêu diệt hết thải bệnh của tất cả chúng sinh vị phiêu kích vân tràng chủ phong thần này đạt được môn giải thoát gọi là gió thơm diệt khắc bệnh của tất cả chúng sinh ở trong gió này có một mùi thơm mùi thơm này là dược phẩm vô thượng tiêu diệt khắp bệnh tham sân si ba độc của tất cả chúng sinh bệnh ba độc giải trừ rồi thì sinh ra đức hạnh giới định huệ đó là môn giải thoát của vị này đắc được chủ phong thần tịnh quang trang nghiêm được một giải thoát hết thảy tất cả chúng sinh đều sinh căn lành khiến cho họ diệt trừ núi chướng nặng vị tịnh quang trang nghiêm chủ phong thần này dùng quang minh thanh tịnh để trang nghiêm thân mình. Vị này đắc được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh đều phát bồ đề tâm, sinh cần lành lớn, cải ác hướng thiện, cải tà quy tránh, không làm các điều ác, làm các điều lành, cho nên khiến khắp tất cả chúng sinh sinh ra căn lành, căn lành tăng trưởng, thì nghiệp ác tiêu diệt, vị này khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ núi chướng nặng núi chướng nặng lợi hại nhất là ngã chấp và pháp chấp a la hán đã đoạn được ngã chấp chấp cái ta mà chưa đoạn được pháp chấp bồ tát không những đã đoạn được ngã chấp mà còn đoạn được pháp chấp vị chủ phong thần này diệt trừ được ngã pháp hay chấp san bằng núi chướng nặng đó là một giải thoát của vị này đắc được Chủ phong thần lực năng kiệt thủy được một giải thoát phá được vô biên chúng ác mà vị lực năng kiệt thủy chủ phong thần này sức lực có thể thổi nước khô cạn vị này đắc được môn giải thoát phá được vô biên chúng ác ma ác ma tức là ma lợi hại nhất tức cũng là ma vô mình phiền não chúng ta người tu hành phải luôn luôn hồi quang phản chiếu phản chiếu gì phản chiếu trong tự tánh của mình có phiền não tồn tại chăng nếu có người nói bạn không tốt bạn có phiền não chăng? Có người nói bạn không đúng, bạn có phiền não chăng? Có người đến mắng bạn, có bạn có phiền não chăng? Có người đến đánh bạn, bạn có phiền não chăng? Nếu bạn không sinh phiền não, tức là tiêu diệt được vô biên chúng ác ma. Nếu sinh phiền não thì chẳng phá được chúng ác ma. Người tu đạo phải mỗi ngày hồi quang phản chiếu, nghĩa là kiểm thảo chính mình, phản tỉnh chính mình. Tại sao phải nóng giận, sao lại nổi giận? Nên biết nóng giận, là lửa vô minh lửa vô minh thì thiêu hủy rừng công đức nếu chúng ta không có phiền não không nóng giận thì người đó cao thượng khiến cho người cung kính nếu vô minh phiền não và nóng giận quá lớn thì người đó chẳng có giá trị, không cao thượng, không đáng cho người cung kính. Đức tánh thành cao của người tu đạo là chẳng có phiền não, ai không có phiền não thì người đó sớm chứng quả, sớm khai ngộ. Ai có phiền não thì chứng quả muộn, khai ngộ muộn. Đó là đạo lý thực tế ai ai cũng biết nhưng chẳng ai thực hành được. Tại nước Mỹ này Phật pháp mới bắt đầu, chúng ta nhất định cần nhiều người chứng quả, nhiều người khai ngộ, chúng ta phải tạo thánh hiền, Bồ Tát, La Hán, tạo thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, chúng ta phải tạo bậc thánh hiền, chẳng phải tạo người dư thừa. Người dư thừa là gì? Tức là người mà mọi người không cần. Tại nước này mọi người đừng bỏ qua cơ hội tốt, bạn vốn có thể chứng quả nhưng một khi nóng giận lên thì chẳng có phần bạn hãy xem có vị thánh nhân nào có vô minh có phiền não có nóng giận chăng vì họ đã chứng đến cảnh giới người cũng không pháp cũng không thì tự nhiên chẳng còn vô minh phiền não và nóng giận bạn phải tôn trọng mình đừng khinh mình tìm cách để sớm chứng quả đừng rơi vào phía sau bạn muốn chứng quả chăng vậy trước hết phải phá ác ma ác ma tức là vô minh phiền não của bạn khi tôi giảng kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn có nói rằng ngàn ngày nhặt củi chút lửa đốt sạch khổ công nhặt củi cả ngàn ngày chỉ một chút lửa thì tiêu sạch giống như công làm được ngàn ngày đức tu được ngàn ngày một khi phát lửa vô minh nóng giận thì bao nhiêu công đức tu được đều cháy sạch cho nên người tu đạo tối kỵ nhất là nóng giận nhất định phải tu phát môn nhẫn nhục Ác mà truyền phá đạo nghiệp của bạn, nó thấy bạn tu được chút công đức, thì đến quấy nhiễu bạn ngày ngày, đợi cơ hội xem bạn trường nào nổi nóng, thì nó thừa cơ mà vào trong tâm của bạn, khiến cho bạn thối đạo tâm. Bổn lai muốn tu hành, bây giờ suốt ngày đến tối muốn hoàn tục, không muốn tu hành nữa, đó là bị ma vương chi phối, ma vương truyền mồn phá hoại đạo tâm. Nếu người tu hành ý chí không kiên cố, thì sẽ đầu hàng ma vương, làm quyến thuộc của chúng, cho nên muốn thoát khỏi khổ luân hồi thì phải nhận chân tu hành. Vị chủ phong thần này phá được vô biên chúng ác ma, bất cứ loại ma nào vị này cũng hàng phục được, chẳng cho chúng tác quái, không để cho chúng đến nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người tu đạo, ra bị cho người tu đạo sớm chứng quả, sớm khai ngộ. Đó là một giải thoát của vị này đắc được chủ phong thần đại thành biến hống được mua giải thoát vĩnh viễn diệt trừ sự sợ hãi của tất cả chúng sinh vị đại thành biến hống chủ phong thần này kéo thổi gió lớn cho nên âm thanh của gió rất lớn khắp hư không đều có tiếng hống khi chúng sinh có sự sợ hãi thì vị này bố thí không sợ hãi cho chúng sinh khiến cho chúng sinh vĩnh viễn diệt trừ tâm sợ hãi mà đắc được an lạc đó là môn giải thoát của vị này đắc được chủ phong thần thụ diệu thủy kế được một giải thoát biển biện tài vào thật tướng của tất cả các pháp vị thụ diệu thủy kế chủ phong thần này thổi gió khiến cho các cành cây nhỏ rũ xuống vị này minh bạch được cảnh giới thật tướng của các pháp tò ngộ biển biện tài thật tướng của các pháp tức cũng là bổn thể của các pháp bổn thể của các pháp là gì tức là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng không thể dùng lời nói các pháp thật tướng là không thể nói không thể nói tất nhiên không thể nói sao còn có thể biện tài vì không thể nói cho nên mới có biện tài mà vào biện tài biển biện tài này là bồn thể thật tướng của các pháp dùng để phát huy diệu dụng của nó. Đạo lý này vô cùng vô tận, rằng cách nào cũng có đạo lý cho nên gọi là biển biện tài. Vì chẳng phải một đạo lý có thể nói hết được cho nên chẳng có định pháp. Giảng kinh thuyết pháp mỗi người đều có sở thấy sở ngộ của mình. Giảng ra nghĩa kinh không nhất định đều giống nhau nếu giảng giống nhau đó là kinh chết, chẳng minh bạch được nghĩa sâu rộng của kinh, cũng chẳng vào được bổn thể thật tướng của các pháp, cũng chẳng hiểu rõ nghĩa lý trần tránh, minh bạch được thật tướng của các pháp, thì vào được biển biện tài, tức là biện tài vô ngại, ai cũng giảng không bằng bạn, không bắt bè được lý luận của bạn, bạn luôn luôn là người thắng lợi, nếu không như thế thì chẳng đắc được biển biện tài vị chủ phong thần này đắc được môn giải thoát biểu biện tài vào thật tướng của tất cả các pháp. Chủ phong thần phổ hành vô ngại, được một giải thoát tạo phương tiện điều phục tất cả chúng sinh. Vị phổ hành vô ngại chủ phong thần này, sức gió đi khắp mười phương pháp giới, mà chẳng chướng ngại. Vị này đã được tạo phương tiện điều phục tất cả chúng sinh. Điều phục là gì? Tức là khiến cho chúng sinh can cường hết can cường, chúng sinh ác hết ác, chúng sinh bại hoại hết bại hoại điều phục chúng sinh khiến cho họ nhu hòa mà nhẫn nhục dũng mãnh tình tấn sinh tu đạo nghiệp khiến cho tất cả chúng sinh cải ác hướng thiện bỏ tà về với tránh bỏ tối về sáng đó là điều phục dùng phương pháp gì để điều phục tất cả chúng sinh tức dùng pháp môn phương tiện khéo léo để điều phục Pháp môn phương tiện khéo léo này vô lượng vô biên, cho nên gọi là ta. Gặp chúng sinh can cường thì dùng pháp môn nhu hòa nhẫn nhục để điều phục. Gặp chúng sinh xấu thì dùng phương pháp tốt để điều phục. Tóm lại dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để điều phục tất cả chúng sinh. Vị chủ phong thần này và được môn giải thoát này. Chủ phong thần trùng trùng cung điện được môn giải thoát và môn thiền định tịch tĩnh diệt trừ vô di án cực nặng vị trùng trùng cung điện chủ phong thần này và môn thiền định tịch tĩnh. Tịch tĩnh tức là bất động, bất động tức là thiền định. Vị này diệt trừ ngu si ám cực nặng. Làm thế nào để diệt? Vì vị, vị này vào được môn thiền định do giới sinh định, do định phát huệ. Vì có trí huệ cho nên tiêu trừ được ngu si ám cực nặng. Ngu là rất ngốc nghếch, si là rất ngu u mê. Ngu si tức là rất hồ đầu, chẳng có trí huệ, chẳng có quang minh. Nhập thiền định thì có trí huệ quang minh, có thể phá trừ ngu si ám cực nặng. Đó là mô giải thoát vị này đắc được. Chủ phong thần đại quang phổ chiếu, được mô giải thoát tùy thuận tất cả chúng sinh hành sức vô ngại vì đại quang phổ chiếu chủ phong thần này có đại trí huệ quang chiếu khắp tất cả chúng sinh vị này đắc được cảnh giới tùy thuận tất cả chúng sinh phàm là việc gì chúng sinh muốn làm vị này đều thuận theo họ không làm cho họ sinh phiền não nóng giận tóm lại khiến cho chúng sinh sinh tâm hoàn hỷ tức là sức vô ngại khiến cho chúng sinh sinh phiền não tức là có chướng ngại vị này đắc được môn giải thoát này bấy giờ chủ phong thần vô ngại quang minh, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng chủ phong thần mà nói ra bài kệ. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Hoa Nghiêm, thì có vô lượng các Bồ Tát đến tụ tập tại đạo tràng, có vô lượng chư thiên vương, vô lượng thiên long bát bộ và các chúng thần đến tụ tập tại đạo tràng. Lúc đó vị vô ngại quang minh chủ phong thần, nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni quan sát khắp tất cả chúng chủ phong thần mà nói ra bài kệ tất cả phật pháp rất thâm sâu vô ngại phương tiện phải được khắp và thường xuất hiện khắp thế gian không tướng không hình không bóng dáng tất cả các phật pháp thâm sâu hết thảy tất cả phật pháp của chư phật trong mười phương ba đời nói đều là pháp thâm sâu vi diệu trong Phật Pháp lại sinh Phật Pháp, trong Phật Pháp lại hàm chứa Phật Pháp, cho nên nói Pháp của tất cả chư Phật là không thể nghĩ bàn. Vô ngại phương tiện vào được khắp, Phật có Pháp môn vô ngại phương tiện vào được khắp mọi nơi. Pháp môn này vào được khắp cõi nước, nhiều như hạt bụi chẳng có gì chướng ngại, không chỗ nào mà chẳng đến. Thường xuất hiện hết thảy thế gian, Phật luôn luôn xuất hiện tại hữu tình thế gian, để giáo hóa chúng sinh, để phổ độ chúng sinh không tướng không hình không bóng dáng tuy phật thường xuất hiện nhưng chẳng có tướng chẳng có hình tất nhiên không tướng không hình làm sao có bóng dáng cho nên nói không tướng không hình không bóng dáng những gì phật làm đều chẳng chấp trước không giống như chúng ta có tầm chấp trước hôm nay ta nghĩ làm gì ta tốt như thế nào mà chẳng nghĩ đến chỗ nào mình không đúng đó là biến thành có tướng có hình có bóng dáng Phật thì quét sạch tất cả Pháp, để tất cả tướng, từ là suốt ngày nói Pháp, cũng chẳng nói câu Pháp nào. Suốt ngày ăn cơm, cũng chẳng ăn hạt gạo nào. Suốt ngày mặc y phục, cũng chẳng mặc sợi tơ nào. Những gì Phật làm đều hành sở vô sự. Cảnh giới này chẳng phải một số phàm phu minh bạch được. Ông quán như lai trong quá khứ, một niệm cúng dường vô biên Phật, hạnh bồ đề dũng mãnh như vậy, phổ hiện thần ngộ cảnh giới này. Ông quán như lai thủa xa xưa, vị phổ hiện dũng nghiệp chủ lòng phòng thần. Nói, các ông hãy quan sát khi Phật ở tại nhân địa, thì tu những hạnh môn không thể nghĩ bàn. Một niệm cúng dường vô biên Phật, Phật ở trong một niệm cúng dường được vô biên chư Phật trong Pháp giới, đều phát tâm cúng dường hết thảy các vị Phật đó, đó tức là rộng tu cúng dường. Hạnh bồ đề dũng mãnh như vậy, dũng mãnh tinh tấn không giải đãi như vậy, luôn luôn tu hạnh bồ đề hạnh bồ đề là gì tức là giác đạo tu pháp môn trí huệ phổ hiện thần ngộ cảnh giới này vị phổ hiện dũng mãnh chủ phong thần minh bạch được cảnh giới môn giải thoát này như lai cứu thế không nghĩ bản hết thầy phương tiện chẳng lướng qua đều khiến chúng sinh lìa các khổ giải thoát này của vân tràng thần như lai cứu thế không nghĩ bàn như lai tức là phật phật tức là như lai tuy hai tên nhưng một thể nếu xưng như lai phật tức là người không hiểu phật pháp phật xuất hiện nơi hữu tình thế gian để cứu độ tất cả chúng sinh xước nhô hòa nhẫn nhục này không thể nghĩ bàn chúng sinh không dễ gì minh bạch cũng không thể tưởng tượng được cảnh giới này hết thảy phương tiện không đúng qua phật nói pháp là vì muốn cứu chúng sinh thế gian cho nên dùng pháp quyền xảo phương tiện tức cũng là nhân thời thuyết pháp, nhân sự thuyết pháp, nhân địa thuyết pháp, vì người thuyết pháp, tất cả phương tiện pháp môn chẳng có môn nào mà không sử dụng. Phật thấy loài chúng sinh gì thì thuyết pháp đó cho nên không luống qua. Giải thoát này của vân tràng thần, vị phiêu kích vân tràng chủ phong thần, minh bạch được cảnh giới này. Chúng sinh vô phước chịu các khổ, trọng mật